Hai chào anh em, hôm nay mình lại thăm bảy kẹp anh em, hai kẹp. Hôm nay dính con chồn hương anh em. Chồn hương này to lắm anh em ơi. Trời, con này nó phế với sợ phế luôn. Quậy với sợ quậy luôn. Mà dính dưới kia nó dính sắt móng rồi, giờ chạy ra đây dính lại nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nè.